quý vị đến với kênh video Đức Quốc Trần. Thưa quý vị, trưa nay Đức Quốc Trần tôi đang di chuyển qua đoạn đường từ ở thành phố Bảo Lộc lên đến khu vực của thị trấn Nguyễn Chí Linh. Thưa quý vị, ở đoạn đường này thì đây là cái khu vực mà nổi tiếng về trà cà phê, và quý vị thường nghe nói là Bảo Lộc là nổi tiếng với thủ phủ trà cà phê. Tuy nhiên ở Bảo Lộc thì phải kể đến với trà quý vị, còn cà phê thì ở khu vực Chí Linh. Lên tới Đức Trọng thì phải kể đến những cái nguồn nông sản để cung cấp cho thành phố Đà Lạt cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Thì về cây trà, có những video trước Đức Quốc Trần đã có dịp chia sẻ với vị rồi. Tuy nhiên ở video này xin được nhắc lại một vài chi tiết và chia sẻ về một vài thông tin. Thì quý vị cũng biết rằng là cây trà hay gọi là cây chè, đây là một cái loại cây mà chúng ta sử dụng lá chồi của chúng để sử dụng làm sản xuất trà. Và cái cây này thì nó khác với cái cây hoa trà những vị, và khác so với cái cây mà cây hoa trà. Thì thưa quý vị, đó là trà này thì người ta sản xuất được, đó là trà xanh, trà ô long hay là trà đen. Tất cả thì đều được chế biến từ loại cái lá và cái chồi của cây này, nhưng mà được chế biến ở nhiều cái mức độ oxy hóa khác nhau thôi. Trà thì được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, nơi mà có lượng mưa tối thiểu khoảng 127 cm mỗi năm. Khí hậu thì ẩm ướt và nhiều nắng ấm là hai yếu tố chính. Ngoài ra thì những cái khu vực lý tưởng trên thì cây trà có thể sống suốt từ đường xích đạo lên đến miền Nam nước Anh ở Cornwall. Trà ngon thường được mọc ở độ cao từ 800m đến 1500m thưa quý vị, sau nước biển đó. Thì thưa quý vị rằng là điều đó để cho thấy rằng là trà trồng được nhiều ở Bảo Lộc là bởi vì ở vùng đất Bảo Lộc là một cái vùng là trung du, tức là nó thoai thoải, không cao quá và không thấp quá. Bởi vì cái trà mà trồng ở cao quá thì nó sẽ bị lọc, nó không phát triển, và trồng ở vùng thấp quá thì nó bị úng nên nó không phát triển được. Cho nên ở đây chỉ trồng ở vùng trung du thoai thoải. Nên quý vị thấy ví dụ như là ở Việt Nam ta thì trồng được ở một khu vực ở Thái Nguyên, ta thường nói là trà Thái Thái Tuyên, hay là trồng được nhiều ở khu vực Lâm Đồng này thì có ở Bảo Lộc và Cầu Đất. Cây trà thì vào Việt Nam ta vào giữa thế kỷ 20 thưa quý vị, được trồng nhiều ở khu vực ngoài Bắc, miền Trung. Diện tích lớn nhất vào thời điểm đó thì thường kể đến Phú Thọ và Quảng Nam. Nhưng mà loại này thì lúc đó thì trồng được những cái loại cây mà cây cao thưa quý vị, cây cao to lớn. Còn sau đó thì người ta mới chuyển sang trồng cái loại đồng hiền, tức là cái quy mô lớn hơn và loại cây thấp thôi, lá nhỏ và thường ủ mới rồi sau đó thì họ mới nấu nước để dùng. Thì hạng nhất đó là trà búp, tức là trà mà nõn tôm đó vậy, thì lấy cái loại búp đó họ dùng. Rồi kế đến mấy là lá trà, rồi kế nữa là những cái lá nó kế tiếp, cho nên nó có nhiều loại như thế. Đồng điền trà thì đến năm 1924 tại Tháp Thuận mới bắt đầu hoạt động ở vùng cao nguyên Trung Kỳ, tức là gồm có các tỉnh như là Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Đồng Nai, Thượng, tức là cái nơi mà gần để tiếp giáp với Lâm Đồng. Sang đến thập niên khoảng năm 1930 thì trà được dân trồng quy mô lớn ở khu vực ở Bảo Lộc này, và với cái tên Bảo Lộc thời đó là Plau. Đây là một cái khu vực mà chiếm rất là nhiều. Năm 1960 thì Việt Nam xuất cảng với 2 tấn trà, đó là coi là một cái sự kiện lớn. Rồi gần đây thì năm 2016 thị trường lớn nhất để tiêu thụ trà Việt Nam đó là Pakistan, chiếm 1/3 thị trường ở phần của bạn. Quý vị, trà thì như quý vị biết rằng là có nhiều cái nguồn gốc, nhiều cái truyền thuyết và đặc biệt là đem lại lợi ích nhiều cho con người. Ví dụ như là chúng ta thấy là dùng lá trà trong đông y để trị về hen phế quản, hay là một cái trị về nhiệt điện nè, rồi đau thắt lưng, tim mạch, vàng vân vân, bệnh mạch máu. Và cái trà xanh thì phổ biến cho tất cả mọi người dùng để có lợi cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, ung thư áo hay là cholesterol vân vân. Thì cho nên là quý vị thấy là trà là một cái có công dụng rất là hữu ích cho con người. Và thường thì hôm nay thì đi cái đoạn đường này là Đức Quốc Trần tôi đang di chuyển trên quốc lộ 20,
cho nên là quý vị không có thấy được nhiều cái nông trường trà, đồ biệt trà, rất tiếc là phải rẽ vô hoặc là đi những cái đoạn đường chính, chúng ta thấy thoáng thoáng trống trống thì mới thấy được nhiều trà thôi. Cho nên là xin lỗi quý vị thì nói sơ để chúng ta thấy được cái lộ trình, cái cung đường ở tại cái Bảo Lộc này thì nổi tiếng với trà, hoặc là Bảo Lộc thì nổi tiếng với bơ và chuối La Ba, hay là gọi là ba là La Ba, đó là những cái sản phẩm quý ở Bảo Lộc mà quý vị có thể đến đây để mua làm quà. Và có cái truyền thuyết về trà đó thì người ta cũng nói rằng là đây là một cái gốc, đó là người đầu tiên về phát triển về trà, đó là ở Trung Quốc, là ông Thần Nông, đó là vị tổ của trà. Nhưng mà cũng có truyền thuyết khác thì người ta nói rằng là trà đó là có nguồn gốc từ một cái vị sư, truyền thuyết đó là một vị sư mà ngồi nghe Phật thuyết pháp, nhưng mà do ông mệt mỏi quá nên ông ngủ gục cũng quên đi. Đến khi mà ông giúp mình thức dậy thì đã bỏ đi qua một cái bài thuyết pháp hay tốt của vị Phật. Chính vì thế là ông tức giận nên ông cắt trên mi mắt mình để làm cái việc mà không còn ngủ nữa, không còn gật nữa. Thì cái lạ là ngay chỗ cái nơi mà ông quăng cái mi mắt đó lại là xuất hiện những cái loại cây, cái lá nó có tia ra giống như cái mi mắt, và khi nấu nước uống thì lại tỉnh táo sảng khoái, không buồn ngủ. Đó là cái truyền thuyết của trà thôi. Và trà hiện nay thì quý vị biết rằng là rất là nổi tiếng về trà đạo, như ở Trung Quốc, ở Nhật, ở Việt Nam chúng ta, đó là những nơi mà nổi tiếng, và đặc biệt là Trung Quốc thì trong đó là có Đài Loan thì nổi tiếng ha. Thì trà thì có nhiều loại trà, về các truyền thuyết ngày xưa của vua chúa thì ví dụ như là có trảm mã trà, tức là cho con ngựa vào vườn trà ăn, sau đó thì người ta giết con ngựa đó, bởi vì người ta nói trong cái bao tử con ngựa nó có chất men mà giúp cho cái lá trà đó nó thẩm thấu, và khi ta nấu và nước uống thì nó có công dụng nó tốt hơn. Hay là trinh nữ trà vân vân, đó là những cái giai thoại, những truyền thuyết của các sơn hà hải vị của vua chúa ngày xưa dùng. Còn cà phê thì như quý vị thấy rằng là cà phê thì lại có nguồn gốc nổi tiếng về cái nguồn gốc của ở Ethiopia, tức là có truyền thuyết là có một cái anh chăn dê đó, ảnh cho đàn dê mình thả rong như vậy thì vô tình cái đàn dê lại ăn những cái trái cây chín đỏ trên cây, thì các đàn dê anh cảm thấy là nó rất là phấn khích, chính vì thế là anh thử thì thấy nó sảng khoái, đem lại tác dụng tốt cho con người, cho nên là có nổi tiếng là cà phê. Và cà phê hiện nay thì nổi tiếng là cà phê tròn, thưa quý vị. Cà phê tròn là bởi vì người ta nói rằng là khi mà cho con tròn nó vào những cái vườn cà phê nó dùng, sau đó thì nó thải ra cái phân trong đó có hạt cà phê đó, thì nó cái bởi vì trong cái người ta khảo sát được là trong cái bao tử con tròn nó có một cái loại men, có một cái enzyme mà tốt mà giúp cho cái cà phê này nó đặc biệt hơn, nó có hương vị nó đặc biệt và tốt hơn, cho nên đây là một cái cà phê nổi tiếng ở trên cả thế giới chứ không riêng Việt Nam ta. Vì cái thật ra thì con tròn này thì người ta gọi là con cày hương, thưa quý vị, chứ không phải là con tròn, mà tức là đây là một con cày hương, nhưng mà khi Việt Nam ta gọi là cà phê tròn. Tuy nhiên thì thưa quý vị, đó là cái giai thoại câu chuyện nói như thế, và thực tế nó cũng như vậy. Tuy nhiên là lấy đâu mà ra tròn nhiều thế, rồi ăn rồi nhả ra vân vân, thì không có đủ cái tiêu thụ cung cấp. Cho nên hiện nay thì Đức Phúc Trần tôi cũng thấy là người ta là tròn nuôi, thưa quý vị. Tức là ngày xưa thì tròn nó đi vô trong cái vườn tự nhiên để ăn uống rồi thải ra như thế, nhưng mà bây giờ thì đâu còn đủ nữa, cho nên người ta nuôi tròn nuôi. Và có những cái cơ sở ở trên Lâm Đồng cũng như là Buôn Ma Thuột, Lắc vân vân, để người ta nuôi tròn và người ta cho ăn hạt cà phê để nhờ con tròn nó thải ra, và ta lấy cái đó người ta rang sai vân vân để tạo ra cái cồn dầu và cà phê tròn với giá trị rất là cao. Ở Việt Nam chúng ta thì nhắc đến cái vận vật này thì thường là người ta nói đến con cày hương là một trong những cái con vật mà mang lại cái lợi nhuận cao để người ta sản xuất cà phê tròn. Và phân bố ở các vùng Đông Nam Á như là Indonesia nè, Philippines nè, Việt Nam nè và miền Nam Trung Quốc, thì ở Việt Nam ta là nuôi cái
cái cày vòi hương đó, để làm ra cái cà phê đặc biệt này. Như Đức Phú Trần tôi có chia sẻ đó, thì đặc biệt là trong cái bao tử của cày hương này, nó có chất enzyme men tiêu hóa rất đặc biệt, nó thấm vào cái lớp trấu, từ lớp vỏ băng nó bao bên ngoài của cái hạt cà phê, để làm cho cà phê nó đặc biệt hơn. Thì có dịp nào thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một tách cà phê tròn, một cái loại nguyên liệu rất nổi tiếng tại Lâm Đồng nó riêng và cũng như là cả nước chúng ta nói chung. Và hiện nay thì cà phê là một cái nguyên liệu, một cái loại thức uống không thể thiếu đối với tất cả con người trên thế giới, hầu hết như thế. Và nếu chúng ta sử dụng được có liều lượng thích hợp, đủ điều kiện, thì nó sẽ mang đến lợi nhuận rất là cao đối cho sức khỏe của người mình, tuổi thọ vân vân, kể cả về sức khỏe y học nó có tầm quan trọng rất lớn. Thưa quý vị, thì đoạn đường này rất tiếc là chúng ta không thấy nhiều cái vườn trà hay là cà phê. Thì như Đức Phú Trần tôi có chia sẻ là đây là cái đoạn đường mà nổi tiếng về trà, lên Di Linh thì nổi tiếng về cà phê, rồi đến Đức Trọng thì nổi tiếng với là những cái nông sản hôm đới để cung cấp cho thành phố Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng ngắm nhìn cái đoạn đường ở khu vực này. Thì chúng ta thấy rằng là nó một cái đoạn đường khá là tốt, bởi vì như những cái video trước Đức Phú Trần tôi có chia sẻ rằng là những cái quốc lộ mà đến với Tây Nguyên, nối liền giữa miền ngược miền xuôi, nối liền ở vùng cao và vùng thấp, đồng bằng và miền núi, thì hiện nay trong Việt Nam ta đang được phát triển rất là mạnh. Ví dụ như chúng ta thấy có quốc lộ 13, 14 từ ở thành phố Hồ Chí Minh đi lên ở khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Nông. Rồi đây là đoạn đường mà Đức Phú Trần tôi đang đi, đó là quốc lộ 20. Rồi ra xa nữa là đến Phan Thiết chúng ta đi từ quốc lộ 28. Ra xa nữa chúng ta ra tới Phan Rang chúng ta đi quốc lộ 27. Ra xa nữa chúng ta ra tới Nha Trang đi quốc lộ 26. Hay là ra nữa chúng ta ra đến Bình Định, Quy Nhơn thì chúng ta đi quốc lộ 19. Rồi xa nữa chúng ta ra tới Quảng Ngãi chúng ta đi quốc lộ 24, 25 vân vân. Cho nên những quốc lộ này đi đến các tỉnh thành thì rất là thuận lợi. Vừa rồi quý vị thấy hai bên đường có những loại cây bụi xanh, và có về những video trước của Đức Trần tôi cũng chia sẻ với vị, đó là cái lò hoa mà trải rộng khắp năm tỉnh thành Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông, đó là hoa cúc, gọi là cúc giả quỳ, giả quỳ hay vị. Đây là một loại hoa rất đẹp, nó dạng dạng giống như hoa hướng dương, nhưng mà nó là cây bụi, nó không phải cây to như cây hướng dương lắm. Và đây là cái loài hoa mà đã được chọn lọc cái biểu tượng festival hoa của mùa tổ chức đầu tiên năm 2002. Và từ cái mùa tổ chức đó thì Đà Lạt đã có những con đường mang tên hoa, cho nên tạo giờ quý vị lên Đà Lạt thì chúng ta sẽ thấy những con đường cũng như hoa mi mùa, đường Ngô Sa, đường Đồng Xuân, vân vân, thì rất là đẹp. Mỗi con đường thì họ trồng thêm một cái loài hoa mà mang tên những con đường đó. Cũng có điều vui là quý vị thấy là người ta thường nói vui rằng là một người con trai đàn ông thì khi quen một người con gái đừng bao giờ dại dột tặng người bạn gái mình hay người phụ nữ mình yêu thương cái loài hoa này, bởi vì người miền Nam nói riêng và cả người Việt Nam ta nói chung thì thường là có cái nghệ thuật nó lái là một nghệ thuật, chính vì thế người ta thường là nó lái cái giả quỳ là vĩ già, chính vì thế là tặng cái hoa này thì nó không vui không hay trong cái tình cảm nam nữ trai gái. Tuy nhiên loài hoa này rất đẹp, thưa quý vị, đặc biệt là trải rộng khắp năm tỉnh thành Tây Nguyên. Đấy, quý vị đang thấy ở bên hai bên đường đó cái cây bụi xanh 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 đó. Nhưng mà hoa này thì nở nhiều nhất là vào mùa xuân, tức là từ cái dịp Noel cho đến dịp Tết. Chính vì thế cái mùa này thì nó chưa nở nhiều, nhưng mà cũng có rải rác những cái bông hoa màu vàng vàng bên ngang đường đó. Đây cũng là loài hoa đẹp, và quý vị lên cái quảng trường Lâm Viên thì quý vị cũng thấy được hai cái biểu tượng của thành phố Đà Lạt, họ thường tự hào đó là có hai cái biểu tượng này. Đi đâu chúng ta thấy một là cái biểu tượng của hoa cúc giả quỳ này, và hai là cái bông hoa artiso, đó là hai cái biểu tượng chính cho quý vị cảm thấy. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi ủng hộ kênh video Đức Phú Trần tôi, và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video kế tiếp.
hy vọng rằng Đức Phật tôi sẽ có những cái video hay hơn, tốt hơn gửi đến quý vị, và được sự đón nhận cũng như là được sự chia sẻ góp ý chân tình quý vị để những cái video của tôi ngày càng được tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp nha. Cảm ơn rất nhiều ạ.